chính quyền Tổng thống Joe Biden dường như sắp phê duyệt việc viện trợ tên lửa tầm xa chứa đạn chung tới Ukraine sau khi thấy hiệu quả của đạn chung trong đạn pháo 155mm mà Mỹ đã cung cấp trước đó. Việc gửi ATACMS và GMLRS, hai loại tên lửa có khả năng tầm bắn xa, vẫn chưa được chốt và còn đang được xem xét. Mỹ tiếp cận khá thận trọng về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tránh tình huống xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng các rocket tầm xa chứa đạn chung có thể giúp Ukraine xuyên qua mạng lưới phòng tuyến của Nga và loại bỏ pháo binh Nga, vũ khí gây thương vong lớn cho Kiev.